sao ngày ngày bự cỡ bằng cụm giò người ta đem thả. Đi thả thả trên núi núi này nè. Dạ. Núi. Cái gì vậy? Đâu rồi? Ra ngon. Đâu? Đâu? Cô ơi cô. Em có. Được không? Anh có cái anh. Cô có gắn cô. Ê trời ơi tôi giận lắm. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi video của Huỳnh Kha Vlog. Hiện tại Kha đang có mặt ở cánh rừng và trước mặt Kha đây là một căn chòi nhỏ. Kha vừa mới nghe thông tin ở khu vực này chỉ mới cách đây vài ngày xuất hiện một con mãng xà rất là to lớn ở khu vực này, khiến người dân xung quanh đây rất là hoảng sợ các bác anh chị. Và một cái điều đáng sợ hơn nữa là con mãng xà này thường xuyên xuất hiện ở quanh khu vực mỗi căn nhà ở đây, ai cũng đều thấy cả. Và rất nhiều người ở đây đã hoảng sợ mà bỏ nhà ra đi. Hiện tại ở đây thì còn một căn chòi nhỏ có một người phụ nữ sinh sống ở đây. Bây giờ Kha sẽ vào để hỏi thăm thử cái câu chuyện của con mãng xà là như thế nào. Mời quý ông bà các bác anh chị hãy đồng hành video cùng với Kha nhé. Căn chòi của cô đó các anh chị, căn chòi khá lụp xụp. Và hiện tại thì khu này rất là hoang vắng luôn cả nhà. Ui con mèo. Dạ có ai ở nhà không ạ? Có. Dạ con chào cô. Dạ con chào cô ạ. Đây là nhà mình hả cô? Dạ con chào cô nha. Dạ thưa cô cho con hỏi là mình sinh sống ở đây hả cô? Thì lụm bọc ở trên này nè, lụm trên bãi rác nè. Đây là căn nhà của mình luôn hả cô? Cái chòi mình ở thôi. Mình ở rồi cũng cả năm nay rồi. Ui thì... sao sụp quá vậy? Nó sụp xuống rồi đó. Ui ở như vậy rồi trời mưa rồi sao cô? Người ta cho cái miếng đó đó, người ta cho miếng nó đậy lên, nó không có dột thôi. Đó cái miếng xanh xanh đó. Mưa. Mưa là lậu tới Nguyễn vậy nè. Mưa nước chỗ này nó trũng cho lắm. Tức là mưa là mình lội tới đây hả? Lội tới đó đó. Là đó, ở trong đó, đây đó nè. Ở trong đây nè, nó nước ở trên nó chảy xuống vậy đó. Đó, lót đó. Lót mấy cái đó đó, lót cái này nè, mình đi vào hồ nước ăn giò hết trơn. Như vậy rồi sao sống cô? Thì vậy thì đi mặn xuống thì vô ngủ được rồi. Trời ơi. Rồi cô có chồng không? Có. Dạ. Ảnh ngoài đó kìa. Rồi vợ chồng mình ở đây làm cái công việc gì vậy cô? Đi đi lụm bọc, đi lụm bọc lụm mũ đó. Hai ông bà đi, tôi bị gãy cái giò, ổng thì bị gãy cái tay lên lụm ngày cũng được 100 ngàn sống. Cô bị gãy giò hả? Bị gãy giò nè. Đâu giò nào cô? Giò này nè. Nè. Ôi trời. Bị sao mà rơi vậy cô? Đi câu cá ăn đó đó, đi câu cá đó. Dạ. Rồi cái đầu mà nó chợt té. Dạ. Cái tay này đập xuống, cái tay cầm nó đập xuống đây gãy nè. Trời ơi. Rồi cô chia sẻ là chồng của cô bị gãy cái tay hả? Ảnh thì ở đó theo xe, ảnh bị gãy cái tay. Ảnh ngoài đó kìa, ảnh gãy cái tay này nè. Gãy để inox vô chồng. Sao hai vợ chồng ai cũng bị hết vậy? Thì ai cũng bị khổ vậy. Rồi con cái mình đâu cô? Con đứa con mà nó lên Bình Dương nó mặn rồi. Đi làm thuê hả? Đi làm thuê trên Bình Dương á. Nó con nó đông quá thì mình lo mình ăn chứ mình đâu, con mình nó không có lo cho mình. Dạ. Ôi ôi cô bác anh chị, cô cho phép cô con quay cái nhà chút nha. Quay. Cô bác anh chị xem đây là cái nơi ở của vợ chồng cô. Phải nói nhìn thật sự là nó rất là sụp luôn các anh chị. Cái này sập trời mưa mình không thể tả nha. Ở đây là những con cá khô mình phơi để dành ăn cơm hả cô? Đi câu đó. Đi câu mình phơi đó. Đi nè nè cá goofy rồi nè. Dạ dạ. Đó. Đây cô bác anh chị. Dạ thưa cô, con nghe được cái thông tin là ở cái khu vực này, ở cái nơi cô sống này nè. Ừ. Có một con mãng xà rất là to lớn mà nó thường xuyên xuất hiện khiến cho dân ở đây khiếp sợ mà con người bỏ đi luôn hả cô? Người ta bỏ đi á. Rồi lúc đó cái chòi tôi không phải chỗ này đâu, xin ta ở đây nè. Ở bên đó đó nó nhỏ em nuôi gà bị băng ăn cắp ăn, nó bắt ăn hết trơn. Ai ăn cắp cô? Con rắn đó. Con rắn hả? Cô phải nói là con rắn nó ăn con gà chứ cô nói ăn cắp, con tưởng là người ăn cắp. Mình nói là nó con rắn nó ăn con gà đó. Nó lây quay là mắt. Ui. Ừ. Đây quay là đi hướng đó là
là bị ăn à. Ghê quá. Dạ thưa cô, con rắn đó cô có biết là con rắn gì không cô? Người ta nói là rắn hổ mây. Hổ mây hả? Ừ. Nó đen. Đen hả? Nó đen thùi lùi à. Hai ông mỗi lần phải gặp ông Sơn đó, ông mỗi lần đắt ở bên đó đó. Dạ. À, vợ ổng đi. Vợ ổng đi chắc chiều rồi, đi cắt cỏ mà vợ ổng thấy con rắn á. Dạ. Ông bỏ gánh cỏ chạy lùng. Ủa. Vì đau có từng. Bị sao mà đau? Thấy con rắn. Ủa, mắc mớ gì mà thấy nó mà đau? À, bà chạy, bà sợ quá bà chạy. Sợ quá mà về bệnh luôn hả? Ừ, bà bệnh, bà bệnh cả tuần luôn. Ghê vậy cô. Ừ. Ta tới Tết nè. Cỡ này là cỡ gần về đó. Cỡ này ta gắn là bò về đó. Ghê vậy cô. Là ăn Tết người dân tộc là người ta thấy à. Dạ thưa cô. Cô chia sẻ cái con rắn này là rắn hổ mây. Ừ. Mà con thường nghe người ta nói là rắn hổ mây thường là rắn tu thôi hả con? Nó tắt nó tu. Hồi đó nó là cái chủ đất này nè. Cái dạ. Chủ đất này nè là người ta đi đi cào cá hay đi bắt cá mình không biết ha. Dạ. Bắt lụm về được hai con bự vậy nè. Nó bằng cầm tay mình rồi nè. Rắn hả? Ừ, hai con lận, một cặp lận. Rồi cái đầu đem về nuôi. Dạ. Nuôi xong ngày bự cỡ bằng cụm giò người ta đem thả. Đi thả trên núi núi này nè. Dạ. Núi cái gì vậy? Đâu rồi? Ra không? Đâu? Đâu? Cô ơi cô. Bự không? Bự không? Anh có rồi anh. Cô có rắn cô. Ê trời ơi tôi giận ốc. Ui. Là cỡ tháng 3 này là người ta về đó. Mới thấy không? Qua bao, qua đó anh, con bò qua đó. Ui cô ơi, mới thấy đó cô ơi. Ê, kiếm đi. Ui, có trời ơi. Rắn không mà đi đâu đó, chi vậy trời. Đông đông đây à. Qua thấy cà bá luôn à. Thấy không? Con bò qua đó. Tao đi qua đây cái, đi qua đây. Con lại giật mình luôn trời. Trời trời, tôi giận ốc luôn trời. Ui. Mình đang nghe cô kể cái. Hết hồn rồi. Mà gì? Ủa đây lửa lỏng nó màu đen kìa. Đen hả? Vậy đúng như cô nói con rắn. Ừ, rắn hổ mây hả gì anh ơi? Dạ. Màu đen chứ bộ. Ui. Hai là rắn hôm xưa. Ghê trời. Rồi sao dám vô đây núp trong bụi cỏ này? Bên vậy là bên kia bị đốt cháy, cháy nó qua. Cháy có cái đường. Cháy qua được không chú? Trời ơi tôi rung hết trơn trời. Trời ơi cô đen cỡ luôn á. Ờ thì hồi đó. Ok ok. Lúc nãy cô nói là giờ này là rắn về không cô? Không, cỡ đây tháng này là ổng về nè. Dạ. Tháng Tết này là. Đâu đó? Cái tháng đâu? Tết rồi người. Ở đâu? Bên kia cô còn nghe hình như thấy bên kia cháu á. Đi qua coi thử. Bộ ok. Rồi mấy ông chạy luôn rồi. Ông chạy đi kiếm rồi đó. Dạ. Đây nè, cái dấu bò là đường này nè. Dạ. Bộ ở đây hả? Ờ đi qua đây không mà kiếm rắn. Thôi đi kiếm rắn đi. Mấy ông chạy rồi. Chỗ này kiếm đi. Hồi một lần là chỗ này đốt rồi nè. Là cái tháng 3 này là Tết Tết dân tộc rồi. Ổng về đó. Cái này ổng về đó. Dạ. Ui ghê quá trời. Ừ. Hồi cô đang cỡ cái nghe ông la không giật mình tôi luôn. Tôi giận, tôi giận ốc luôn. Dạ. Cái rung quá trời. Ui ghê thiệt. Con rắn đâu á. Như cô lúc nãy cô chia sẻ cái con rắn mà người ta thấy ta bỏ chạy nó to cỡ nào cô? Nó bự rồi, mình đậu là cỡ bằng cái cây thốt lốt đó thôi. Cô, phải. Cô tới đây cô hỏi lại. Cô nói nó to cỡ nào? Cỡ đó đó, cỡ phành đó mà lớn vậy đó. Còn cái cây thốt lốt này không? Ừ. Nó bự rồi và nó bự vậy rồi đó. Ở cái con cỡ đó mình gặp sao mình sống nổi cô? Trời ơi mình không dễ cho mình thấy. Dạ? Không thấy đâu, không cho, ít cho mình thấy lắm. Gì hả? Ừ. Mà sao cái bà kia bà thấy được? Bà thấy đó. Wow. Người ta không cho mình thấy đâu. Vậy hả? Ừ. Cái gì mà rắn bằng cây thốt nốt luôn trời. Ồ, bây giờ là cháy rồi đó. Chứ dạ. Có cái da. Ê, có cái da anh rắn kìa. Đâu? Kìa. Ui, da rắn. Rắn con, rắn con đó. Còn da rắn con. Ý, có da nè, nó lột ở đây rồi nè. Ủa, có da rắn con nè. Nè, cái da nè. Rắn con phải không con? Ừ, con của nó đó. Rắn con, ui, vậy là đẻ rồi.
Đã hơn. Vậy là xung quanh đang nhiều lắm nha. Hồi lúc đó đó, ta thấy đâu chỗ này nè, mười mấy con lặng, mười mấy nó đẻ, nó lột da ra đó. Rơi phải cua. Bị cháy đó, nó lột da ra ngoài như vậy đó. Rồi thấy da rắn con là chắc chắn ở xung quanh đây có rắn con. Cô đi với con vậy có sợ không? Sợ, nhiều khi sợ, chiều sợ lắm. Dạ. Vì đó con nhỏ em nó đi rồi. Đời lúc đó nhà tôi bên đây. Dạ. Nhà bên đây nè ha. Ủa, hồi trước cô ở đây hả? Ừ, ở chỗ này nè mà. Quá trời rồi, gà là nuôi gà bao nhiêu là bị mắc hết trơn. Ui. Ừ, bị mắc. Ăn hết luôn. Ăn gà. Ủa? Bây giờ chắc người ta tu rồi. Khi mà tu là không ăn nữa hả cô? Ừ, không ăn tu rồi. Ui. Rồi Linh cái gì nè, cái ông đó, ông ở chợ mới á. Dạ. Ông nói vậy nè, đợt hai cây thốt lốt đó. Ổng lên là đi cái đợt đó đông lắm. Dạ. Đi cái đợt đó đông lắm, cái ổng nói vậy nè, nói ở trên này nè, cái đất tên tỉnh An Giang này nè, ở chỗ Bà Đen này nè, ở này tại Bà Đen cái xã An Cư. Dạ. Là ổng thấy là người ta chỉ, ông bà gì chỉ, nói ở trên đây có cặp gắn. Dạ. Là nằm trên tao nha. Dạ. Có cặp gắn mà chỗ cái miếng đất đó có hai cây thốt lốt. Ui, gì đó ở đây đó hả? Thì hai cây thốt lốt đó đó. Đây là tức là nằm ngay đây có phải anh chị? Ổng lên đây nè. Dạ. Ông ở đây ông kể vậy nè, ông nói vậy nè, ông nói là ông bà cho thấy trên mảnh đất An Giang này nè là có chỗ này là có cặp gắn, mà chỗ mảnh đất đó là có hai cây thốt lốt nữa. Là thì ông chỉ ở đây. Ở chỗ này nè, ông ở chợ mới ông lên đó, linh đông lắm. Ôi ông nói ông nói vậy nè, linh thiệt mà lên xe du lịch không. Sao mà thấy rắn bự vậy mà người ta còn lên người ta coi? Người ta lên là người ta thôi, người ta coi như là thiệt là ông bà kêu là phải có hai cây thốt lốt hay không? Dạ. Ừ, ông kể vậy đó, ông nói kêu vậy đó, kêu là chỗ đó đó là có cặp rắn, chắc người ta đi tu rồi. Nhưng mà nếu thì cái cô, nếu mà chỗ đó mà nếu mà cho dù ông có đi tu chăng nữa mà con mấy cô thấy chắc là lạnh cả tay chân, chạy không nổi luôn á. Chạy không nổi, hồi nãy ông đó ông la tôi giật mình luôn. Ông thấy thiệt không biết thằng bự thằng hay thằng nhỏ nữa mà ông la làng ông chạy đó. Chạy mất luôn, chạy lên kia luôn. Thấy rồi đó. Thấy rồi đó. Chạy lên kia luôn rồi. Ông thấy hồi đó đó cái ông đó ông đi gục, ông cái chiếc dép nó mất tiêu rồi. Ủa cô quăng dép hả? Ông. Ông đi nhậu về. Dạ. Ông đi nhậu về sao bất ngờ thấy chắc sợ thấy con. Thấy rắn con hả? Ừ, nó bằng cùng giò vậy nè. Rắn cửa này mà rắn con hả cô? Con nó thì nó bự với rắn rồi. Wow. Hay là lỡ cửa mấy chục năm nay rồi nó bự rồi. Ghê vậy cô. Rồi ổng chạy bỏ dép luôn á. Chạy mất dép luôn á. Ổng chạy đường này ổng bỏ chát còn chiếc. Rồi chứ dép ổng đâu? Mất tiêu rồi, bây hầm một lần dép chỗ này nè. Mình coi thử có dép ổng không? Ừ, mà một lần có chiếc đôi dép, có chiếc dép. Dạ. Dép của ổng á, chỗ này nè, ổng thấy đâu khúc này nè. Dạ. Ui, thật sự mà nếu mà rắn to cỡ đó thì khoảng bao nhiêu ký trời? Mình đổ chừng 30-40 kg. Nghĩ sao còn thân, cái thân mà nghe thốt nốt ra 30-40 kg cô. Cái đó là cậu không mình đổ vậy thôi. Cái thân cô đó còn đổ phải cả 100 kg trở lên à. Ừ, cả 100 kg là bự rồi, lâu năm cái rồi. Mà nghe thốt nốt đó thì thôi á. Cái đường này nè, cái đường này là ổng về nè. Ổng về đường này hả cô? Ờ, ổng về cái đường mòn lẳng à. Một là đốt rồi, chỗ này là cái đường há, bữa một người đó con đi ha, cái đường mòn lắm luôn á. Vậy mỗi khi ổng lương đi chắc là còn một cái đường mòn tròn. Sợ ừ. Mà cái con của chủ đất này nè. Dạ. Là đốt đi kiếm không thấy. Dạ. Này là nhưng mấy đường nè, mấy cái đường này nè con thấy đi. Làm sao mình tạo được? Đường gắn đi nữa. Để gắn đi nè. Ổng đi đó. Đó là cái đường này nè, cái đường này con thấy không? Ôi giỡn thiệt vậy cô. Ngồi ô. Đó. Ô, cái đường đi đó. Cái đường gắn đi của mấy anh chị. Nó đường cái đường đó đó. To dữ gì? To đã ổng bự rồi mà. Đó, cái được đường. Dám vô đó không? Nè cái đường nè, con vô thấy không? Mình vô thử đi. Đi dài vô nè, cái đường này nè, đó. Cô vô đi. Má ơi. Thấy cái đường không? Wow. Đó. Ông đi vô đây ông quậy nè. Ông vô đấy ông đi đó. Đó, ông đi đó, con coi coi đâu phải mình tạo đi được, mình dạ, tạo được đâu. Đúng rồi, người không có thể nào mà làm gì được nha. Ừ, ông đi đó. Ủa. Bây giờ nó đi đường này nè ha, mỗi lần chỗ đó chưa đốt cỏ vậy nè, con thấy đường rành rạnh luôn. Dạ. Đó, cái đường đó. Nó thấy cái đường không? Thấy. Nó đường đi đó. Đó, cái đường đó còn thấy tỏ nữa đó, cái đường này nè con.
Mình đi vô kia vô rừng luôn hả cô? Đó, đó có sao đâu. Đi, nè, đi. Nè đó. Đây nè, đây nè. Cái đường này. Đây. Đó con thấy cái đường này không? Dạ. Ui. Cái đường láng ùn luôn của anh chị. Láng ùn luôn đó. Ui. Dạ. Đó đó, con thấy cái gì là ổng cứ trụ ở đây nè. Dạ. Như như là ổng đi đâu đi mà ổng là ổng về đây đó. Cứ đi đâu đi thường về đây đó không cô? Ừ. Chỗ cháy, cũng... chỗ đó cháy là chỗ cái da con gắn con đó. Dạ bên đây cũng có đường nữa nè. Cỡ mười mấy da gắn con rồi đó. Mười mấy con luôn hả? Ừ. Nó lâu rồi cái đầu nó bị trời mưa đó. Dạ. Với người ta đốt. Ê. Đó, con thấy lùm không? Ổng vô đây rồi, ổng nằm ở đâu chỗ? Thì vô đây nè, mát nó cự nó. Người ta nói là người ta thấy hoài luôn hả cô? Thấy. Đây Tết Tết dân tộc này là ổng về. Bị về hồi đó là chủ đó bắt đó. Thả ổng đi. Tới từng thả ổng đi rồi ổng bò về. Thả trên núi núi này nè. Núi trên đây. Ừ, thả. Thả ổng lúc đó là thả là bằng cùm giờ rồi. Thả ổng đi. Là bao lâu rồi cô? Còn mười mấy năm, 20 năm nay không? Mà sao ổng to dữ vậy? Bây giờ to rồi, bây giờ người ta có con rồi. Ui. Ừ. Cô chia sẻ là Tết dân tộc là Tết như thế nào cô? Tết người Miên á. Khơ Miên á? Ừ, tháng 3 này nè, Tết người Khmer á. Ủa? Là tháng 3 là Tết của họ hả? Ừ, Tết của họ là chừng chừng là ổng về đó. À, Tết là về à? Ừ. Tôi ở đây là mười mấy 20 năm nay là Tết là ổng về à. Ổng về là về ban đêm đó, mình không thấy đâu. Thí dụ như bây giờ ổng ở đâu ta? Dạ chắc mình ở ẩn núp á, như ổng ở đâu đây mình cũng không thấy đâu. Dạ, chắc ổng ở xung quanh đây không? Ở xung quanh đây thôi. Dạ. Là mình như là không coi mình thấy mình sợ ổng rồi sao mình ở. Gì hả? Phải. Ổng biết ổng cho mình thấy là mình sẽ sợ hả? Ừ. Còn sự thật là lúc đó bà đó mới thấy là bằng cùm giò rồi. Dạ. Bà Miên á. Dạ. Bà đi cắt cỏ. Bà vợ ông Sen á. Dạ. Bà đi cắt cỏ rồi bà thấy rồi bà về bà đau cả từng luôn á. Bà về bà nói với chồng bà là bò ngang đường lộ. Bà bỏ gánh cỏ, như bà cắt cỏ rồi. Bà cắt cỏ rồi phải không? Dạ. Là bà đi về, bà thấy. Dạ. Mấy người này là người ở đây hả cô? Ừ, đi hốt lá chùm đường. Dạ, hốt lá hả? Ừ. Dạ. Đi sâu vào trong đây còn đường đi không cô? Có, đừng đi. Đi qua thử đi. Đi vào đây sợ rắn không anh? Không hả? Nghe nói đây rắn to lắm mà. Ừ. Đừng qua đây nè, nó trống rồi. Ổng thường thường là ổng bò đi vòng vòng đây nè. Dạ. Nó... quá trời. Ừ, đừng dữ lắm. Hồi nãy không biết cái ông nội kìa, ông thấy. Ông thấy rồi vậy, ông thấy. Chạy luôn trời. Ông chạy. Ông la một cái mà con muốn bật ngửa luôn á. Hai con cháu mình nói chuyện mà ông la giật mình. Dạ. Ông tập trung mà nói chuyện mà ông la á. Ui. Con nghĩ chắc ông thấy rắn con á cô. Con của nó. Chứ mà bự cỡ đó thì ông thấy chắc tắt tiếp chứ. Con ổng à. Dạ. Con thấy cục cục mới không? Thấy. Hồi mỗi lần đó, hồi lần da gắn lột cái chỗ đó đó. Phải không? Ừ, bây giờ nó từ lâu rồi. Đi qua coi thử còn không cô? Dễ gì còn, coi còn không chứ cái cục cục mới đó. Mấy cái thằng đẹp tốt tốt này nhìn ghê quá ha. Ừ. Mình đó, à cục cục mới đẹp không? Con thấy cục cục mới không? Dạ. Đó, cục cục mới đó. Dạ, con coi thử coi. Ừ. Ha. Có cái gì ở trên đó mà đen đen gớm vậy ta? Có cái gì đó. Ui, kiến ngắn con. À cha. Đi ra đây, ra ngoài. Wow. Nhưng mà này. Mấy cái đường là mười hồi lần chưa cháy kìa. Mấy cái đường con bò con thấy là gần rảnh luôn á. Dạ. Nhất là ông lại gần gần đây nè. Ghê trời. Ừ. Còn cái nè. Rồi cái chủ á, dạ. Chủ con của chủ đất á nói thấy người ta nói thấy rắn vậy đó. Dạ. Đi đốt. Đốt không thấy. Dạ. Đi rồi. Ta biết trước rồi. Đốt ổng đi luôn. Ờ đốt ổng đi vậy. Ghê quá trời. Ừ. Đó, vậy đó. Cô ở đây như vậy cô
Có sợ không? Sợ. Sao mình không tìm cái chỗ nào mình ở cho khỏi gặp rắn nữa cô? Trời ơi, vậy chứ mình ở đây là lâu rồi con. Dạ. Mình ở đây là mười mấy năm nay, 20 năm nay rồi. Dạ. Ừ. Mình ở đây mười mấy 20 năm nay rồi. Ở mặn đó rồi, lên đó mặn bọc đó. Dạ. Thường đó là khi mà rắn mà rắn tu á, thì thường con nghe là thường rắn hổ mây. Vậy ừ. Rắn hổ chúa có đi tu không cô? Tu chứ, nó bự quá nó đi tu. Bự quá đi tu hả? Ừ. Đi tu. Ví dụ như mà những con rắn đó đi tu có vào chùa không ta? Không đâu, đi lên núi, ẩn ẩn mình á. Ẩn mình hả? Ừ. Lên núi bây giờ như ổng ở đâu đây mình không thấy cũng không biết nữa. Dạ. Như là ổng không to mình thấy rồi dễ gì. Chết rồi nói tư mà thấy rồi chắc không biết làm sao đi. Nhưng mà ví dụ như cô mà lỡ cô mà thấy ổng cái cô làm sao cô? Cũng mồm mà la làng chứ biết sao. La làng đúng không? Ghê quá các anh chị ạ. Lùm giống vậy nè, lùm dữ lắm mà người ta đốt đó, người ta đốt cái khí mỏng đó. Dạ. Ừ. Mà kiếm dễ vậy thấy. Dạ. Không thấy đâu con ơi. Ghê quá các anh chị. Ừ. Cái lũa này người ta đào làm gì vậy cô? Nó lấy củi á. Ừ, lấy củi đốt đó rồi. Dạ. Rồi ở khu này ngồi rắn ra có mấy con côn trùng như bột cạp riết trộn cô? Ít khi lắm. Ít lắm hả? Ừ. Hay là con rắn bự quá mấy con nó không dám ở ta? Không dám. Dạ. Không dám ở. Bự bự quá bự không dám ở. Như cô chia sẻ là vợ chồng mình ở đây rồi hàng ngày đi nhặt ve chai hả? Ừ, đi đi lượm mũ lượm bọc hai chồng đi lượm trên đó đó, đi lên đó lượm đó. Đi lên đó hả? Ừ. Cỡ đi cái chỗ con mát mát đứng cô nắng quá. Cỡ 4-5 giờ đó xe đổ đó. Dạ. Đi lên mình cuốc mình lấy bọc lấy mũ. Dạ. Bọc thì được cỡ 1 ký thì được 800. 1 ký bọc 800. Ừ, 800 mà hai chồng với bọc vừa mũ luôn rồi chắc bữa hai chồng chắc được 100, 120. Dạ. Nó vậy đó. Như cô với chú đi nhặt ve chai đi bằng cái phương tiện gì? Đi lên đó đó, đi bộ. Đi bộ hả? Ừ, đi gần đây nè, lên trên cái bãi đó đó. Dạ. Còn hồi nãy con đi vô con thấy cái bãi không? Thấy thấy. Ờ. Ôi ơi, hồi nãy cái ông kia ông. Ông la chứ ông chạy nó mất tiêu luôn rồi. Ông chạy mất luôn lên đường ông chạy mất không? Ờ, ông tự nhiên ông la mình giật mình luôn trời. Hết hồn luôn con. Cái chỗ này con ngốp âm u mà ẩm ướt quá, có khi rắn ưa về đây ở con nghĩ cái chỗ này mình nhầm. Đang làm thoáng hơn chút đó cô. Ừ, nhầm khi là sợ ông về ông kiếm nước rồi uống. Hay là nãy ông bò tới đây ông đuổi thì ông thấy ta. Chắc ông bò đây kiếm nước uống rồi. Chắc uống nước rồi ông kia không thấy đâu. Vậy chứ mình trong đó mình sao không biết. Con với cô, tiếc là lúc đó phải con với cô đứng về chắc thấy rồi á. Với ban đêm á, ban đêm mà làm như ban đêm rồi mình ngủ mình không dám đi ra ngoài đó. Dạ. Nghe sột sạc chứ lắm. Làm ông đi ở ngoài á. Chắc mình bò nghe sợ ông bò ở ngoài á, mình không dám ra. Con nghe sột sạc hoài hả? Ừ, nghe sột sạc ở trong lá như này. Ui. Ừ. Với mình ở trong nhà vậy nên nó nào ngay cũng đỡ đi. Hồi trước giờ á, có ai ở đây đã từng bị rắn cắn chưa cô? Có. Cái gì vậy? Ô, ở nhà cô qua bên kia đứng cô qua bên cái chỗ mát kia đi. Có ông đó hồi đó bị cắn. Ổng đi đâu mà ổng bị cắn vậy cô? Ổng như là ổng che chạy, ổng ở mặn đó. Dạ. Bị rắn cỡ cùm giò vậy cắn ông. Mà không có chết, như không có độc, rắn không có độc không vậy đó. Rắn gì cắn cô? Hồi đó người ta nói, ổng nói ổng thấy là trời trăng mờ mờ là rắn cỡ đen đen vậy đó. Mình nói người nghĩ là rắn sung xưa hay là rắn hổ mây mình không biết. Rắn sung xưa là rắn gì ta? Cắn rồi là nó bò đi chỗ khác, người ta không cho mình thấy nó. Hay hả? Ừ. Hồi đó ổng ở chỗ này nè. Hồi đó ổng đi lụm bọc rồi, ổng xuống ổng ở đó, ổng bị cắn. Dạ. Ừ. Ôi. Vậy là nếu như cô chia sẻ như vậy là rắn hổ mây khi mà chưa tu thì vẫn cắn người bình thường. Ừ, cắn người. Còn tu rồi dễ, chị giờ chắc không có cắn đâu con ơi. Dạ. Bây giờ chắc bự, ổng bự cái mồm mà ổng ăn thịt mình luôn. Nếu mà cô chia sẻ mà bự bằng cái cây tốt tốt nãy con thấy cô diễn tả to hơn cây này rồi, nữa. Như vậy không có đâu, nhỏ hơn cây đó sợ rồi mấy chục năm nay thì cũng bơi lớn vậy thôi. Dạ. Ừ. Thì người ta gặp cái da thì cũng nhỏ, bằng cùm tay vậy, cái da.
cái da lột lâu rồi thì cỡ đó. Thì bây giờ ông cỡ nào mà ai biết? Cỡ nào mình cũng không biết, thấy ổng đâu rồi, thấy đừng bờ vậy thôi. Thường là rắn hổ mây mà to bằng cái trái chân mình á là dài cũng mấy mét cô? Mình độ cũng mấy mét, có 2-3 mét. Dạ. Ừ. Mình độ vậy thôi. Trời ơi, cái ông nội kia này ông làm cái. Mình giật mình luôn coi. Thoát tim luôn cô. Cái ông già đó đó. Ông già nào? Hồi lần đó. Bên kia hả? Ừ. Ông đó đó là mỗi lần đó là ông thấy ma nhát ông đó. Ở đây có ma này hả cô? Có cô gái hồi đó, cô gái học sinh viên đó nghe. Dạ. Chết cũng 16 tuổi, 15, 16 tuổi rồi. Đi học mà ở đâu mình ta đem gì đó cho chỗ bụi tre kìa. Dạ. Đem giấu ổng trong bụi tre. Cái ông ở đây hả? Ừ, ông đó, ông già đó. Bây giờ ổng khùng khùng điên điên, giờ ổng chết rồi. Ổng chết rồi hả? Giờ ổng chết rồi, còn ổng. Ổng đâu, ổng ngồi đó hả? Ừ, bây giờ ổng nói chuyện là ổng chỉ tăng bụi tre đó không. Ủa? Bụi tre thằng này nè, bây giờ bụi tre đó mà nó cực kỳ nhất là con biết sao không? Nó khô, thiệt là khô mà nó khô trời lên ha. Dạ. Người ta không có dám đấy chặt củi. Kỳ vậy? Ừ. Cái câu chuyện mà rắn hổ mây ở đây cô bé anh chị, cô chia sẻ là con rắn to khủng khiếp luôn. Và mới vài ngày đây thì người ta lại tiếp tục thấy và người ta hoảng sợ bỏ chạy. Thì ở cái khu này á cô, người ta có thường xuyên đến đây để phát đất làm rẫy không? Không, mà chỗ đó là ổng nhờ làm gì ổng ở không cho ở là không được, người ta không cho ở mà không có làm vậy làm gì hết trơn vậy đó, chặt cây rồi đốt vậy đó, đốt kiếm ổng rồi đâu có thấy. Người ta không sợ, người ta sợ, ta không dám làm rẫy luôn hả? Không, hồi lúc không phải cái chỗ tôi ở chỗ này, cái chỗ tôi bên kia kìa đầu bển á. Dạ. Là trời ơi, nuôi gà nhiều bị ổng bắt ăn hết trơn gà. Ồ. Con nào con lấy cả ký mấy rồi bị ăn hết trơn. Dạ. Mình nói là ăn trộm, ăn cắp mà không phải. Sự thật là con rắn nó ăn. Tưởng đâu ăn trộm không hả? Ừ. Ừ. Mình tưởng đâu, mình tưởng là người ta ăn trộm ăn mà, chứ sự thật là bây giờ ở đó ổng quậy giết rồi mình sợ. Dạ. Bắt gà mắt kia này mình sợ, mình không dám ở thôi. Quậy khu đất này trước giờ xung quanh đây không có ai trồng cái gì luôn hả cô? Trồng được. Sao? Sợ không, rắn trồng không được hay là không biết làm sao mà đất xấu là trồng không được. Ủa, trồng không lên luôn hả? Không, không có lên, làm như đất nó lì sao á, trừ khi cắt nhà này kia thôi, chứ bây giờ để vậy đó, để trống vậy đó. Hay là do vùng đất lên tiên quá ta? Không, mình không biết trồng được. Cái gì mà nghe mà sao cái khu này coi bộ khó làm ăn quá hơn cô không? Khó lắm, đó người ta đốt đó nha, người ta đụng đồ một chủ đất người ta đốt để kiếm ổng đó, có thấy đâu. Nếu mà theo như cô chia sẻ, ổng tu thì dễ gì mà thấy được? Không thấy, ổng không cho thấy. Chứ như ổng gần ở đâu đó đó, đầu gần đâu đó đó, như ông đó hồi nãy ổng thấy đó, rồi sao mình thấy? Dạ. Không thấy. À, là người ta nói thường thường là dấu bò thì thấy dấu bò. Cái dấu lúc nãy mà cô dẫn con đi vào trong đó là dấu đó, chắc chắn là dấu của ổng bò hả cô? Ổng bò đó. Dạ. Mình tạo đâu được. Mình, nếu mình đi thì mình chỉ phát ra chứ ai đâu mà mình ai như đi. Mình vạch ra còn này là đất nó nằm. Dạ. Nó cỏ nó nằm vẹt xuống à. Một đường có quằn có quèo có quằn có quèo vậy nếu đó. Nếu mà mình đi thì phát đường thẳng luôn chứ đâu có phải mà quằn. Mình đi thì mình đi thẳng chứ mình vô đó làm gì con. Dạ. Mình đâu có đi, trời ơi. Tôi ở đây vậy chứ tôi ít có đi đâu. Không dám đi hay là mình không muốn không đi? Không có đi. Không có dám đi. Không dám đi luôn. Không dám đi mà chiều là chặn dạng là hai chồng chung vô mùng ngủ rồi. Là sợ hay sao? Sợ. Sợ rắn. Sợ rắn. Sợ rắn thiệt. Như là mình có nước nồi, sợ ổng lộn kiếm nước rồi kia. Mình gặp ổng thì như ổng ăn thịt mình thì ổng không ăn. Mà sợ rồi, mình sợ rồi mình mặn không được vậy thôi. Dạ. Rồi con suy nghĩ đi, như con gặp rắn bự vậy rồi con nghĩ sao? Con nói chung là nếu như mà con gặp thì con cũng không biết nói gì. Chỉ có cái cách là bủng rủng tay chân còn ngồi tại chỗ. Khỏi đi luôn. Dạ. Nếu mà thật sự mà to như cô diễn tả thì con nghĩ chắc con đi không nổi. Đi không nổi. Điếng hai chân ngồi nóng luôn. À, lúc đó ông làm thì ông làm luôn. Ông mà ông chắc ông muốn ăn thịt mình thôi. Nếu mà tu thì chắc không ăn nữa cô. Tu ở nhiều năm rồi con. Dạ. Nhiều năm rồi, cỡ khoảng 20 năm nay rồi. Hồi đó là chủ đất người ta bắt, chủ đất người ta đi đâu đó người ta bắt được hai con. Dạ. Rồi ổng nuôi tới bự bằng cầm giò là ổng đi thả rồi. Tại sao mà cái nguyên nhân gì mà ổng lại nuôi tới cửa đó rồi ổng thả ta? Mình không biết. Ổng thấy nó đẹp nó ngộ sao mình biết, ổng để trong lồng sắt á. Dạ. Rồi là hồi đó đó nghe. Dạ. Hồi lúc rồi cũng người này kia ở đây mảnh đất này người ta cũng kể như vậy. Dạ.
là Tư ở đây là cũng mười mấy năm nay rồi. Dạ. Gần 20 năm rồi là Tư có biết mặn cái bãi rác đó mười mấy năm nay rồi. Dạ. Là người ta nói ai ở đâu người ta cũng nói chỗ này nó có cặp gắn chân á. Dạ. Ta nói vậy thôi. Rồi cái cô tới đây là cô sống là cô chưa một lần có duyên nhìn thấy rắn, nhìn thấy ông rắn mây đó. Không. Không thấy, mà thấy dấu bò này kia thôi, thì thấy cái da con của y lộc rồi thôi à. Thấy da con của ông? Ừ. Còn lộc là lộc bằng cầm tay nè, mười mấy con luôn. Dạ. Thấy, thấy cái da thôi, mà ổng mình không thấy. Cô cho con hỏi một vấn đề hơi tế nhị một chút là, từ xưa tới giờ có bao giờ cô bị rắn cắn lần nào chưa? Không. Chồng không. Mình có bị không cô? Không. Hai vợ chồng rất may mắn là chưa bị. Không có bị, mà có hồi đó lúc trước là người ta bị. Mà cái người đó giờ chắc cũng chết rồi. Dạ. Hồi đó lúc trước có bị. Khi có mà, bị cắn. Khi mà rắn hổ mây, nếu như mà con ví dụ một con rắn hổ mây chưa tu đi. Ừ. Mà nó cắn người cái là nó có độc bằng rắn hổ chú không cô? Không có độc nhiều. Độc không bằng hổ chú không? Không. Giống như là ổng nằm mà mình đạp hơn như người ta nằm đó, người ta uống nước hay người ta ngủ gì mình đạp ổng thì ổng quay là ổng quặp mình thôi chứ không có sao. Mình không cựa ổng là ổng không quất mình hả? Ừ không. À cái chắc cũng như rắn hổ chúa, nếu như mình không đụng nó thì nó cũng không cắn mình. Ừ. Mà ngộ gì, cắn rồi cái ổng đó ổng kể cắn rồi mà sao quay là kiếm rắn kiếm thấy. Kỳ vậy? Ừ. Nhắn đến cửa đó luôn á hả? Ừ. Cắn rồi chạm ông vô cái giò ông chỗ mắt cá vậy nè. Dạ. Cắn rồi là cái dấu cắn bự lắm. Ui. Ừ, nó mổ vô là dấu bự lắm mà. Mà trở lại người ta, ổng la gắn cắn là người ta lại kiếm là không thấy. Ổng la cái mà, ổng có quay lại ổng nhìn liền không hay là ổng la cái rồi ổng la? Ổng thấy, ổng ngã xuống rồi là người ta đi lại là gắn đi mất tiêu rồi. Nó không ở đó nữa. Ổng nói bằng cùm tay vậy đó. Nhanh vậy đó hả? Ừ, nhanh, đi mất tiêu. Mà như trời trăng mờ mờ mà. Dạ. Thấy. Nhi ốm gì trời. Ừ. Mà hồi nào giờ Tư sống với ông ở đây là chặn dạng là vô mụn rồi. Chiều chiều là bà cỡ 6-7 giờ là vô mụn rồi, không có dám ra ngoài, không ra ngoài đâu. Có bao giờ mà cái chiều tối mà cô bước chân vào trong lĩnh vực này không? Không, không dám đi. Hả? Không dám đi. Sợ đến rồi, sợ ma luôn. Nữa. Sợ ma. Sợ rắn mà sợ ma đó. Ừ, sợ ma. Có cô gái cô linh lắm mà sợ ma lắm. Dạ. Ừ. Cô gái người ta chết rồi, còn chinh nữa vậy, dạ. Người ta linh lắm. Thì nghe câu chuyện rắn của cô Tư, cô là cô Tư hả? Cô Tư. Dạ. Câu chuyện con rắn mãi xa của cô Tư kể. Và hiện tại, đến thời điểm hiện tại, thỉnh thoảng ông rắn này vẫn thường xuyên về đây nha các anh chị, chứ không phải là đi mất luôn nha. Hiện tại vẫn thường xuyên về đây. Nhưng mà bởi vì ông đã tu rồi cho nên là một cái sự linh thiêng nào đó, cho nên là rất hiếm người thấy được ông. Và lúc như lúc trước như cô Tư chia sẻ, có một người phụ nữ cắt cỏ thấy ông giục nhảy về cái bệnh luôn, rất là ghê gớm của các anh chị. Và cái khu vực này thì như cô chia sẻ là canh đêm không ai dám bước chân vào lĩnh vực này cả, từ cái khu này trở tới bên kia luôn, sợ rất là nhiều thứ và đặc biệt là sợ rắn. Câu chuyện của cô Tư nghe rất là ghê rợn luôn. Bây giờ Kha xin kết thúc video ở đây và hẹn gặp lại các anh chị ở một phần tiếp theo nhé. Mời cả nhà hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi video của phần tiếp theo kênh Huỳnh Kha Vlog nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin phép được. Bye bye.